Thì hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì channel của mình là Mọi Miền Hà Còn đây. Thì trước khi các bạn xem video thì các bạn nhấn subscribe và like cho video mình ra nhé nha. Rồi, thì hôm nay thì mình trở lại cùng với Free Fire. Và hôm nay các bạn thấy gì lạ này? Tại sao các bạn mới vô thì các bạn thắc mắc tại sao mình là mặc đồ của nhân vật Eva trong Free Fire đúng không mọi người? Thì hôm nay thì mình cũng sẽ làm một video liên quan về Eva và Adam trong Free Fire nha mọi người. Thì nhân vật này á, cái con Primis này nè, thực ra là lúc trước nó tên là Adam và Eva, mà bây giờ là nó đổi tên là Primis và Nula. Thì trước khi mà nó đổi tên như vậy á thì đã có một sự thật chắc chắn là sẽ không ai biết, và những các bạn ở bên đặc chúa thì chắc là không để ý tới đâu ha. Thì trước khi mà nó được đổi tên nè, thì con nhân vật Primis này nè được tên là Adam, vật mà Nula mới đổi tên này nè gọi là Eva. Thì á, hai con này ai mà bên đảo chúa thì sẽ biết là ông Adam và bà Eva thì á đã được đưa lại một sự thật rất là vô lý. Cái con Eva này nè, nó được chỉnh màu, nó khác như những con kia, với là tóc nó cũng đơn giản hơn nữa. Dạ, tại sao nó lại được đưa vô đảo quân sự như này? Thì bởi vì á, là kiểu như là cái này là giả thuyết của mình đối với con nhân vật Eva và Adam. Thì mình nghĩ là trong lúc mà đi chơi dạo trong rừng á, thì đã có một luồng tia ánh sáng chiếu vô và đưa cho tới đảo quân sự giống như bây giờ nè. Đó chính là giả thuyết của cô ấy. Thì Eva nó được giải thuyết là không ai biết cô ấy tới đảo quân sự bằng cách nào, trừ việc cô ấy ở đây trước tất cả mọi người. Cô ấy như một con tắc kè hoa. Tắc kè hoa ý nó nói là cô ấy có thể chỉnh màu, nhưng mà cô ấy không có thể ẩn thân chi thuật được, giống như là thiên lý nha mọi người, không phải nha. Và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh để sinh tồn. Thì cái này đúng rồi nè ha. Thì bây giờ mình sẽ qua rất là đơn giản luôn. Thì ai mà thấy Adam này nè giống một con nhân vật nào đó ở trong Free Fire thì mình sẽ cho các bạn 5 giây đi trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok, thì Adam thì mình gọi nó là Primis thì mình sẽ gọi nó là Adam. Thì con Adam này nó rất là giống với một cái con Gai đây, chỉ là khác cái tóc thôi, nhưng mà cái mặt á thì y chang. Với lại nó cũng có một điểm là khá là thương đồng với lại con Luwata này nè. Chính là cái bộ tóc, nhưng mà Luwata này thì nó bộ tóc nó là có đường nghịch chéo, chéo của trái bóng nha mọi người. Đây. Đó. Thì cái này là không ai biết anh ấy tới đảo quân sự bằng cách nào, trừ việc anh ấy có đây chứ tại mọi người, anh ấy có 10 con tiên hoa có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh để sinh tồn. Thì con Adam này nó cũng như giả thuyết giống như là Eva thôi, chỉ các kiểu là cô ấy là anh ấy mà thôi. Thì một điểm khác nữa là Eva này nè, Eva này cái hình thù của nó rất là giống với lại Sunny và Clue là con mới ra đó, rất là giống ha. Còn thì việc mà Eva kết bạn với Adam á thì chắc các bạn cũng biết rồi. Thì sau khi mà Eva với Adam được thành, trước khi mà mấy con nhân vật mới ra mắt á thì mấy cái con này á được gọi là nhân vật tân thủ. Đó là những game thủ gọi con Eva và Adam là nhân vật tân thủ. Thực ra là mới vô thì các bạn sẽ được vô một trong trận đấu thường và xài con Adam. Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thoát ra mà đúng không? Thì cũng giống như mình thôi, các bạn cũng đã thoát ra và đổi qua Eva. Và các bạn vẫn cứ tiếp tục cài để mua được những con nhân vật để gắn kỹ năng.
Nhưng các bạn cũng thừa biết là con Eva với lại con Adam này được sử dụng nhiều để quay mấy cái TikTok. Cái TikTok mà kiểu như là vật hóa thiên nga nè, rồi hành trình cày ranh nè, rồi bla bla bla, đủ thứ các kiểu có đại biểu. Thì những con nhân vật này, những con nhân vật đơn giản như nè, nó được sử dụng rất là nhiều. Và các bạn ai mà thích chơi Eva với Adam á, thì các bạn cũng đã để ý là Adam với Eva thì không bao giờ được gắn kỹ năng hết nè. Đây các bạn nhìn bên góc trái của mình, không bao giờ được gắn kỹ năng đó. Và cũng đâu có cái khe kỹ năng để mình gắn đúng không, như mấy con nhân vật khác giống như là Unreal nè, Ka nè, Pho nè, Misa, Nikita, Olivia, 24, Moco, Carola, Clarity, Chop, cũng như những con đó và tất cả những con khác. Những con này nó đặc biệt một chỗ mà những người thích tại dũng màu sắc mà chuẩn màu da đó, chính là về con Eva này, nó chỉnh màu da nó rất là đẹp ha. Thì đa số mọi người đều chỉnh màu da thật là trắng, thật ra là nó không có đẹp đâu các bạn, chỉnh màu da bình thường nha mọi người ơi. Dạ cái này còn Primis nè, nó làm chỉnh sáng quá như bóng luôn mọi người, y chang bóng luôn ha. Đây thì bây giờ thì chắc mình sẽ đi vô một trận tự chiến, rồi mình sẽ chấp tụi nó ba mạng, xong rồi mình sẽ bật mic lên nói là em mới mua ạc nha mọi người. Ok thì mình sẽ chọn con nhân vật ghét nhất của mình. À đúng rồi, mình chưa quảng cáo xong con này nữa. Thì á, các bạn nào mà mới chơi mà con trai á thì nên chọn nhân vật Adam Primis đó. Thì các bạn nên chỉnh màu hơi to to chút, chứ đừng có sáng quá nhưng bóng luôn mọi người. Đây, các bạn nên chỉnh màu như vậy thôi. Đó, vậy thì nó đẹp hơn ha. Còn bây giờ thì qua tới Eva, Eva thì các bạn đừng có chỉnh đen quá bị giống như gì không khi. Cái môi nó không có đẹp, mà cái môi này nè là sơn son bóng chứ không có trang điểm gì hết, chỉ sơn son bóng thôi. Con này thì các bạn chỉnh cũng tương đồng thôi mọi người ơi, trung bình, là ngay trung bình nha mọi người. Đó, cái điểm sáng quá không ra gì hết. Thì bây giờ thì mình sẽ không làm lần nữa, mà mình sẽ thực hiện một cái thử thách mà mình đặt ra. Mình sẽ chơi con gì đây ta, Clarity chết nha mọi người. Clarity chết thì mình sẽ trận tự chiến xếp hạng. Xong rồi á, mình sẽ khi mà thua 2 trận rồi đó thì mình sẽ bật bánh lên để chắc tổng nè. Em mới mua ạc đó, xem coi mình có gặp mấy thằng chổi và chổng tre không nha mọi người. Đấy, vậy mới vui chứ đúng không. Đấy. Alo, à, có mic không? Alo. Mình chắp ba rau nha mọi người. Alo. 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 Tí không ai bật mic không mọi người ơi. Chuyện này chắc mình không giả bóp được rồi. Ồ. Không biết có thằng nào mở mic không nữa. Bình thường là mình thấy mở mic cả đống luôn, giờ chả thấy đâu hết. À thanh niên này định chế tầm mình 500 mà fail rồi mọi người ơi. Định chế tầm mình 500 mà lại fail đồ. Còn mở nhỏ này à, nhỏ này mặc đồ nữ thủy thủ và cô ta đang cầm cây
G18 lục G18 nạm vàng thì cô ta đang mè một anh đánh thanh niên trong nhà. Anh thanh niên hôm nay đang có 30 do anh thanh niên mét 30 trong nhà và nhưng mà cô ta đã đổi vị trí và cô ta đã sệt với M500 với anh quyết DJI 499 gì đó đó lập là không biết ấy. Sao mọi người ơi, không làm nhầm nữa, mình sẽ mua M4M1 đấy. M4M1 là ghê đó, gãy luôn. M4M1 đó, cái này M4M1 này mình lấy trong vòng quay súng nha mọi người. Tự nhiên mình quay được có một lần rồi xong rồi nó ra luôn cái M4M1 cộng 2 độ chính xác trừ trừ m trừ cái gì ta quên rồi, à trừ 1 tốc độ thay đạn chứ. Ủa đâu, trừ 1 tốc độ di chuyển, mình lộn. Chỉnh tăng độ chính xác thì mình rất là thích, với lại tăng cái gì ta xuyên bông ke rồi xuyên giáp gì bla bla rồi chẳng hạn đó, nhất là cái chuyện mà tăng tăng đa tăng sát thương tăng gì đó. Oh no, ở trong nhà kìa. Ức cứu, ức cứu. No. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là có chị số 4 Virtual Player. Thì chị ta đã dựng bông keo và chị ta đã có bông keo huỳnh quang. Chị ta đang cầm chị ta định là one shot được bạc nhưng mà lại không thành. Tại vì chị ta đã mất khoảng 20 máu. Vậy chị ta đang là vô lúa sách thôi nhưng mà lại không thành rồi. Chị ta đã bị gục bởi M4M1 của thanh niên trên nhà lầu. Nhà lầu xe hơi thổ bơi đấy. Và sau đó chị ta đã bị phá vỡ bông keo. Và sau đó chị ta còn 20 máu và chị ta đã núp, quyết định núp xong bông keo huỳnh quang. Và sau đó chị ta quyết định công lên nhưng mà lại không thành nữa. Và chị ta đang bị lắc. Và chị ta đang đi di chuyển tới chỗ của nữ thủy thủ. Chị nữ thủy thủ đang quấn máu. Và sau đó chị này đang là canh me hai anh thanh niên trong nhà. Thì chị ta đã quyết định xong như trong này nhưng mà lại chị ta lại đổi ý định. Và đã với anh thanh niên cầm M5. Và sau đó chị ta đã một pha highlight cực mạnh đến từ vị trí của TC4 Pro và một kill với lục bạc không hết shot mà cũng là làm được rất tốt rồi. Thì chị ta đang solo với một anh cầm 4A1. Thì không biết chị ta có thắng được hay không. Mà sau đó chị ta đã bị bò đốm rồi. Ôi không, kèo đã bị lật một cách rất là căng thẳng. Và sau đó thì bây giờ thì mình sẽ mua mà mình mua adup nha mọi người. Mình sẽ solo cái tài chùm adup của mình. Mình không có hack gì hết nha mọi người. Mình chả hack gì hết. Mình đang tập kéo tâm á mọi người, không biết có ai chịu kéo tâm cho mình không. Mình chả biết kéo tâm. Lâu lâu mình mới kéo được lần. Nhiều khi một trận mình double kill, mình mega kill kéo tâm kìa. Nhưng mà chắc đó chỉ là ăn hên thôi chứ không phải là do thực lực. Ui căng nhờ, căng nhờ, nhìn căng nhờ, nhìn căng nhờ. Sao căng quá vậy? Ui quá rồi. Ê, ghê không? Mình không phải là chùm AWM. Mình không có giống như thằng móc idol của mấy bạn. Kêu bởi Digit Angel lúc bé. Nhưng mà mình không biết cây M299 nữa, sau cây Adip không biết nó có bắn được hay không. Nhưng mà mình sẽ một lần chơi lớn.
mình mua cây đây. Ôi mất như cây mờ giờ mờ sống một cái em không mưa nhá. Thật là vi diệu, mình sẽ chụp lại cách chưa kịp chụp nữa. Mình sẽ chụp lại cảnh này. Đấy rồi, ok. Hoàn chỉnh. Ôi sao mù thế. Ôi sao mù thế. Ok thì bây giờ thì mình sẽ lên trên đây. Lên trên đây mọi người. Lên trên 200 này đó. Trời ơi chứ ta. Ok thì bây giờ thì mình sẽ thử cây M249. Xem coi có gì không mọi người. Chợ bắn không được gì hết trơn. Có mấy máu à. Đau. Đau vãi. Gặp thanh niên bờ dồ layer dò nha. Gặp bờ dồ layer nha. À cứu. À cứu. Bo bị đốt. Bo đốt rồi. No, anh thanh niên này đang rất là ngáo ngơ khi mà nghe tiếng ba đồng đội của mình đã chết. Nhưng mà anh thanh niên lại không thèm bận tâm. Và anh thanh niên cứ nấp sập. Và sau đó anh thanh niên đã chết này, mình cũng đã cả rồi. Chừng nào mình mua AK nha mọi người. Chừng nào mình mua AK. Vừa ngắm vừa bắn nhanh. Đấy, ngầu không? Ngầu không? Ừ không ngầu đúng rồi. Sao nữa? Thực ra là mình cũng biết cái tầm ấy, nhưng mà cái tầm MB5 đó là MB40 là MB5 UMP đồ các kiểu là đĩa mà thôi chứ chả có gì to tát hết. Mình không phải là những người tay to mặt lớn như là AS Mobile đâu. Mới vô mà đã bị bắn tốn hết 2 bình máu rồi. Được rồi. Tên này hát rồi mọi người ơi. Không biết bắn ai đất mà còn bật bắn. Không biết bắn MP40 mà còn bật bắn. Cái tên này hát ngáo ngơ mà còn không biết bắn nữa. Không biết canh tâm mà còn bật bắn ai đất mọi người ơi. Thật là gà quá đi mờ. Đây thì chị thủy thủ của chúng ta đang rình rình đằng sau ngôi nhà nát ấy lộn nhà gạch và sau đó đang me ở dưới chân của góc nhà to ấy thì chị ta đang móc đầu và sau đó đang gặp hai anh thanh niên gồm một anh gồm hai anh giao một cái từ vị trí của chị nữ thủy thủ và sau đó chị nữ thủy thủ này chắc phải là không gọi là chị nữ mà là sát thủ thủy thủ. Sát thủ. Đó. Đây. Thì chị ta đang canh một thanh niên trên đó. Và đúng, chị đó đã chết. À lộn, đã gục thôi chứ chưa chết. Thanh niên này không biết bắn MP40 và đó mà còn cầm đi nhông. Không biết gì hết. Ồ. Oh. Pro khó 3K how to. Mình ước gì mình được gặp C4 rốt một lần ha. Một pha highlight cực kỳ đỉnh. Đến từ vị trí của anh chàng này. Ok, mình luôn cấp vui. Mình sẽ thử bắn XM8. Rồi bạn. Anh biết cái tâm không chỉ mình với.
sẽ đi giam đạn anh đất nha mọi người. Mình sẽ đi giam, mình không có tiêu hết. Ồ, một thanh niên đang nói nhưng đang chạy trên thùng bê tông. Á lộn, thùng tông tông gì á, cái thùng gì á. Trời ơi, ba thằng, thằng sau, thằng trước, thằng hai bên. Thanh niên này ngáo ngơ rồi. Trời ơi, cây AK không kéo tâm luôn. Cây AK thực ra là dễ kéo tâm nhất luôn á mọi người. Đây, anh đầu tóc Shukuku đang đối mặt với một pha 126 máu. Headshot đến từ vị trí của cây MP40 và anh Pharaoh khó 3K. Thì anh ta đang di chuyển lướt qua đời nhau với một đồng đội của mình tên là Tessai 4 Pro. Thì anh ta đã gặp một cô nàng tên là Nữ Hoàng Boya và win headshot. Thật là đẳng cấp kéo tâm mọi người à. Đây chính là trận quyết định mình sẽ mua MP40 và cài 98K nha mọi người. Cài 98 này. Đấy. Thì con góc bông của mình tên là Bandoga. Tên nó dễ thương. Mình chả có một viên kim cương nào. Buồn như con chuồng chuồng luôn. Mình đang gài đạn nha mọi người, gài đạn lâu gần chết luôn. Từ từ xin lỗi bạn, mình